Sử dụng kem chống nắng đúng cách là chúng ta nên dùng trước khi chúng ta ra ngoài 20 phút, và nếu chúng ta làm ngoài trời nhiều thì chúng ta nên dùng lại một lớp nữa vào buổi trưa. Thì kem chống nắng nó mới có tác dụng bảo vệ da của chúng ta tối ưu hơn, tránh bị tia UVA, UVB làm tổn thương da và gây ra các nguyên nhân như nám, sạm, tàn nhang. Chúng ta chở ra tay một ít như hạt đậu rồi chúng ta sẽ chấm đều khắp mặt và chúng ta sẽ xoay tròn theo chiều kim đồng hồ để kem nó hấp thu vào da và để da của chúng ta luôn luôn trong trạng thái căng mướt nha.